Chào anh em nha. Bữa nay là mùng 6 tháng 12 rồi. Thì review cái tình hình hoa ly cho anh em xem. Thì cái hoa ly này là nó to như ngón chân cái rồi anh em. Đó. Có nhiều cái video mình cũng quay và mình có nói với anh em là đối với hoa ly là làm gì làm thì khoảng cỡ 26 nó bắt đầu nó có hiện tượng là nở. Thì cực kỳ là ok nha. Nhưng mà nếu mà nó nở sớm hay là nở muộn quá thì nếu mà sớm quá thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Nhưng mà nếu mà nở muộn thì tất nhiên là không bán được rồi. Cho nên là anh em canh làm gì làm. Thì đối với hoa ly thơm là tầm 26 là nó có hiện tượng nở. Và 27 là 28 nó nở là đẹp nhất. Đó, nó nở một bông, hai bông là đẹp nhất. Ở đây là ly thơm nha. Thì đối với ly thơm ở quê mình để mình quay cho anh em xem là nó cao tầm bao nhiêu. Tại vì đây là bán chậu nè. Thì chiều cao này nó phải rơi tầm khoảng cỡ mít mốc rồi, bằng cái chậu cúc rồi anh em. Anh em, bằng chậu cúc rồi đó. Nếu mà mình đứng á là nó ngang bụng rồi, phải mít 2 anh em, mít 2 rồi đó. Ở đây là ly không thơm nha, ly không thơm. Màu thì có thể là màu cam, màu vàng. Tại vì ly không thơm thì cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn là cái ly thơm. Thì bữa nay là cái nụ nó cỡ tầm này rồi. Đối với cái ly không thơm này, thời gian trồng nó khoảng cỡ 45 đến 50 ngày. Nó nhanh lắm anh em, rất là nhanh. Thì lần trước mà mình đi quay cho anh em xem là chỗ này là vẫn chưa trồng nè. Bây giờ anh em thấy là nó đã dày rồi đó. Đó, bữa nay nụ nó tầm này hết rồi anh em. Đây là ly không thơm nha. Anh em xem nè. Nó cao đầu đó khoảng cỡ 60 phân. Cỡ 60 phân á. Có những cái loại mình nó lùn hơn xíu nữa, cỡ chừng 40 phân thôi. Tuy nhiên cái loại này nó cao khoảng cỡ tầm này là cỡ 60 phân thôi. Anh em. Cái ly củ ly anh em biết không, nó cái sự phát triển của nó còn ngoài cái chuyện mà chăm bón, đúng không, chăm bón phân lạc rồi thuốc men các thứ các kiểu, thì ví dụ như cái xây củ nó càng to thì cái khả năng lớn mạnh nó càng nhanh nha. Cái xây củ nó nhỏ thì nó sẽ chậm phát triển hơn tí xíu. Cho nên là nếu anh em muốn trồng hoa ly chơi thì cũng phải để ý tới cái xây củ nữa, thì mình trồng mình canh đúng tết nó mới phù hợp được. Đây, cái ly này thì khả năng là cái ly màu vàng. Cái ly màu vàng anh em. Cái hoa ly á. Cho nên anh em thấy cái lá là nó có sự khác biệt hơn so với cái ly mà cái dòng thông dụng. Anh em thấy nè. Hiện tại thì ở quê mình nha. Ở quê mình để mình quay cho anh em xem là một cây ly như vậy là được khoảng bao nhiêu cái bông. Ví dụ đối với cái cây đây đi ha, mình đếm nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6. Vậy đối với cây này là 6 cái bông. Ví dụ cây này ha, cây đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái bông. Thì nói chung là hoa ly thì nếu mà trồng mà tốt thì nói chung 6 đến 7 cái bông. Còn nếu mà trồng không tốt thì khoảng cỡ 4 đến 5 cái bông. Nhưng mà dù anh em ở nhà trồng bình thường thì cỡ 5 bông là cũng được rồi. Tại vì phân thuốc không có bằng nhà vườn được. Cho nên là bông nó ít là cũng đều không có gì ngạc nhiên. Trồng hoa ly thì nó thích GAB với lại đậm cá. Anh em lưu ý nha. Anh em xem tới này thì anh em mới nghe mình nói là trồng hoa ly thì nó khoái đậm cá. Nếu mà có bánh giàu thì càng tốt. Anh em. Thì cũng cập nhật tình hình để anh em nắm. Còn bây giờ kết thúc cái video này nha.